Người đàn ông này giơ súng săn lên, mà thứ anh ta nhắm vào lại là đứa con trai của mình. Sau đó, nhưng mà đứa bé lại không bị sao cả. Cậu bé đứng dậy nhìn bố mình, ánh mắt có vẻ vô tội. Đợi khi ông nạp đạn xong thì cậu bé đã biến mất. Ông bố sợ hãi chạy loạn xung quanh. Một lát sau, một bóng người lao tới hất anh ngã nhào ra đất. Một cậu bé ăn mặc trông rất quái dị, bịt mặt đỏ, áo choàng đỏ, giống như một siêu anh hùng. Đối mặt với sức mạnh đáng sợ như vậy, người đàn ông chỉ biết cầu xin tha mạng, nhưng đứa bé không hề mềm lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu bé này là ai? Lai lịch về sức mạnh của cậu ta như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu bộ phim nhé! Gia đình ba người này sống ở một nông trường, đôi vợ chồng và cậu con trai tên Brandon. Cuộc sống gia đình vẫn bình thường như bao gia đình khác. Nhưng vào một đêm nọ, dưới nhà kho bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ. Brandon đang nằm ngủ, cậu giống như bị triệu hồi, không ngừng co giật, đôi mắt đỏ lừ mở to, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Âm thanh đã khiến mẹ cậu, Tori, thức dậy. Cô đến nhà kho thì nhìn thấy Brandon đang điên cuồng rung cửa khóa tầng hầm, bất kể cô có gọi thế nào cậu đều không nghe thấy. Đến khi cô đi đến, vỗ vào vai cậu, Brandon mới đột ngột bừng tỉnh. Nhưng vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, cậu hoàn toàn không nhớ gì cả. Họ cho rằng cậu bé chỉ bị mộng du mà thôi, nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy. Ngày hôm sau, Brandon đang mở máy cắt cỏ, nhưng kéo thế nào máy cũng không chạy. Cậu giật mạnh một cái, chiếc máy cắt nặng trịch lại bị hất bay xa tít, đến hàng trăm mét. Sức mạnh như thế này khiến ngay cả Brandon cũng phải giật mình. Cánh quạt dưới máy cắt vẫn đang quay, cậu nhìn vào tay của mình, rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa tay vào. Nhưng kết quả là không hề chảy một giọt máu, cánh quạt đang chuyển động bị bẻ cong queo. Những sự việc trên cũng bắt đầu ảnh hưởng đến tính cách của Brandon. Trong tiệc sinh nhật, cô tặng cho Brandon một khẩu súng săn, nhưng bố cậu nhìn thấy thì không dám nhận, bảo rằng cậu còn quá nhỏ để chơi những thứ này. Nếu như mọi khi, Brandon sẽ như một cậu bé ngoan, nhưng lần này cậu lại hơi tức giận. Give it to me. I'm sorry, what did you say to me? I said, give it to me. Ông bố tức giận, nhấc tay cậu lên bảo phải về, Brandon lại vung tay ra. Cuối cùng, nhờ mẹ can thiệp nên mới giải quyết được tình huống căng thẳng đó. Nhưng Brandon càng ngày càng kỳ lạ, cậu liên tục ăn, rồi lại ngẩn người. Đến khi lấy chiếc nĩa ra khỏi miệng, nó đã bị cậu nhai đến biến dạng. Tiếp đó, bố mẹ cậu còn phát hiện ra những bức ảnh mát mẻ cùng với vài tấm hình kỳ lạ bên dưới giường của cậu. Trong một lần đi săn thú, hai bố con trò chuyện, ông bố bèn khuyên bảo Brandon, nói con đã lớn rồi, cơ thể có chút thay đổi, đôi khi giải tỏa cảm xúc cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng ông bố nói không rõ đầu đuôi, khiến Brandon hiểu sai ông, mà cậu vẫn luôn có cảm tình với cô bạn Maggie cùng lớp. Kết quả là nửa đêm, Brandon bay thẳng đến bên ngoài cửa sổ nhà Maggie, cậu dùng siêu năng lực dọa cho Maggie sợ xanh mặt. May mà mẹ cô bé xuất hiện, Brandon mới rời đi. Nhưng chuyện này đã khiến Maggie ám ảnh. Giờ thể dục hôm sau, khi cả đội đang chơi trò chơi, vì chuyện tối qua nên Maggie không muốn động vào người Brandon, khiến cho cậu ngã ra đất, còn mắng cậu là tên biến thái. Nhưng thầy giáo không biết đầu đuôi ra sao, ông yêu cầu Maggie đỡ Brandon dậy. Brandon nắm được tay Maggie, cậu nhìn thẳng vào đối phương với ánh mắt đầy sự tức giận. Stop it! Brandon, stop! Vì chuyện này mà Brandon bị bắt tạm nghỉ học, nhưng mẹ của Maggie vẫn chưa hài lòng. Bà không ngừng mắng chửi Brandon, mắng cậu là một thằng nhóc vô học, hai người vì vậy mà ghi thù. Nhưng bà đâu hay biết, thần chết đang gọi tên mình. Trong tầng hầm tối tăm, dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, Brandon lấy tay bức văng dây xích cửa. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh bay vào cơ thể cậu. Brandon bắt đầu co giật, trong miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú. Khi mẹ cậu đến nơi, nhìn thấy con trai mình đang lơ lửng giữa không trung. Tori định lao đến ôm cậu xuống thì ánh sáng đỏ đột nhiên biến mất. Lúc Brandon rơi xuống, tay cậu va phải miếng sắt nên bị thương. Mà từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu chảy máu. Thứ làm Brandon bị thương là một thứ kỳ quái bên trong tầng hầm. Tori biết rằng cô không thể giữ bí mật lâu được nữa. Cô nói với Brandon, thật ra con không phải là người trái đất. Thứ ở trước mắt chính là thứ mang con đến thế giới này. Sau khi biết sự thật, Brandon nổi trận lôi đình. Hóa ra, cha mẹ thân yêu nhất vẫn lừa cậu bấy lâu nay. Cậu bắt đầu mất khống chế. Đối tượng chút giận đầu tiên chính là mẹ của Maggie. Lúc này bà ta đang chuẩn bị đóng cửa nhà hàng, đột nhiên bà phát hiện ngoài cửa sổ vẽ đầy những ký hiệu kỳ lạ. Sau đó, đèn điện bắt đầu chớp nháy, bà hoài nghi ngước đầu lên nhìn, kết quả là tầm mắt trở nên đỏ ngầu, gần như không thể nhìn rõ đồ vật. Bà ta cực kỳ sợ hãi, dùng gậy bóng chày đánh tứ tung, sau đó trốn vào phòng chứa đồ, tự nhốt mình ở bên trong. Lúc này, kỹ năng kinh điển của siêu nhân đã xuất hiện, một chùm ánh sáng nhẹ nhàng cắt rời cánh cửa sắt. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ không tìm thấy thi thể nào mà chỉ nhìn thấy một ký hiệu kỳ lạ. Bởi vì đã từng làm hại Maggie nên sau khi Brandon tan học, cậu phải tới lớp phụ đạo tâm lý, mà cô giáo phụ đạo lại là cô của Brandon. Cả buổi, Brandon hoàn toàn không thấy hối hận, vì vậy người cô quyết định cung cấp thêm những biểu hiện của ngày hôm nay cho cảnh sát và nhà trường. Brandon phẫn nộ,
Thế là đêm đó, đợi người cô đã ngủ, Brandon lại đội mặt nạ lên đột nhập vào nhà người cô. Chuẩn bị hành động thì đúng lúc chồng cô quay về, nên Brandon chưa kịp ra tay liền trốn vào tủ quần áo. Bị bắt ngay tại trận, Brandon giả vờ như mình vô tội. Nhưng chồng người cô đã cảm thấy thằng bé này không bình thường, nên đã tức giận lôi cậu ra khỏi cửa, định tống cổ cậu về, tiện đường báo cáo sự việc với bố mẹ cậu. Brandon thấy vậy thì... sức mạnh của cậu khiến chồng cô sợ xanh mặt, anh ta nhảy dựng lên lái xe chạy mất hút. Nhưng đi chưa được bao xa, chiếc xe bỗng nhiên chết máy. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Brandon xuất hiện. Okay, it's time to go. Chiếc xe dần bay lơ lửng ngay giữa đường, sau đó rơi tự do. Người chồng bị rơi muốn rớt hàm. Brandon mặt lạnh tanh đi đến, vẽ lên trên mặt đất một ký hiệu thần bí. Cậu ta về nhà, bố mẹ cậu sốt ruột muốn chết, hỏi cậu đêm hôm mà chạy đi đâu vậy. Brandon bảo đi đá bóng, đường rất xa, giờ mới về được đến nhà. Nhưng bố mẹ cậu đâu phải trẻ con, liếc mắt cũng biết Brandon nói dối. Không lâu sau, tin tức em rể qua đời cũng đến, cảnh sát phán đoán là do say rượu rồi lái xe. Buổi sáng hôm sau, Tozzy nói với Brandon chuyện chú qua đời, nhưng cậu không hề đau lòng một chút nào. Your uncle now passed away. He's gone. Okay. Ông bố lúc này đã không còn nhịn được nữa. Ông biết Brandon chắc chắn có liên quan đến chuyện này, nhưng Brandon vẫn không thừa nhận. Ông bố cũng đánh mất lý trí, tóm lấy Brandon mà lớn tiếng chất vấn. Thấy cảnh này, ông bố đã hoàn toàn xác định chắc chắn Brandon có năng lực đặc biệt. Nhân cơ hội Brandon đang tắm, ông lục tìm trong phòng cậu, phát hiện bộ quần áo hôm qua, bên trên còn lưu vết máu đỏ, một lần nữa đã chứng minh cho suy nghĩ của ông. Nhưng ông bố lại không hề biểu hiện ra bên ngoài, ông quyết định đích thân giải quyết mối nguy hiểm này. Ông giả vờ đưa con đi săn, sau đó lấy súng ra ngắm vào con trai, nhưng Brandon lại chẳng hề hấn gì. Lúc này, Tozzy ở nhà mở vở vẽ của Brandon ra, thấy bên trong chi chít những ký hiệu kỳ lạ, và vài trang về quá trình gây án cũng được vẽ ra rất rõ ràng. Lúc này Tozzy mới tin rằng tất cả là do Brandon làm thật. Cô vội vã gọi điện thoại nhắc nhở chồng mình, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của Brandon. I'm home, Mom. Sau khi cúp máy, Brandon bay tứ tung khắp cả căn nhà. Tozzy sợ hãi trốn xuống gầm giường. Đột nhiên cô nhớ tới thứ có thể làm Brandon bị thương. Tozzy lập tức nhảy từ cửa sổ ra ngoài, tập tễnh chạy về nhà kho, giữa một mảnh kim loại của cỗ máy ra giấu ở sau lưng. Lúc này, ánh đèn đỏ chiếu rọi tầng hầm. Một lát sau, Brandon xuất hiện trước mặt cô. Nghe mẹ nói, trước giờ mẹ chưa từng ngừng thương yêu con. Mẹ tin rằng con là món quà mà Thượng Đế đã ban cho bố mẹ. Tozzy từ từ cởi chiếc mặt nạ ra khỏi đầu Brandon, còn Brandon cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng vào lúc hai mẹ con đang ôm lấy nhau, Tozzy lại lặng lẽ rút mảnh kim loại ra. Niềm tin cuối cùng của cậu đối với loài người. Giờ phút này cũng đã bị chính tay mẹ cậu hủy diệt. Brandon ôm lấy mẹ lao thẳng lên không trung. Ở độ cao cả 100 km, cậu buông tay ra. Cậu ngoảnh đầu nhìn, một chiếc máy bay đang bay đến. Khung cảnh sau đó, báo đài đang đưa tin về một vụ máy bay rơi ở nông trường. Không một hành khách sống sót, kể cả bố mẹ của Brandon. Còn Brandon lại được coi là người duy nhất sống sót. Tất cả tội ác của cậu đều biến mất sạch sẽ theo vụ tai nạn này.